Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Djokovic đau đớn khi tan mộng giành huy chương vàng Olympic. Phát biểu sau trận bán kết đơn nam quần vợt Olympic Tokyo 2020, Djokovic cảm thấy buồn bã khi không thể hiện thực hóa giấc mơ huy chương vàng thế vận hội. Sau khi thua Alexander Veze ở bán kết hôm qua, ngày 30 tháng 7, Djokovic chia sẻ, tôi cảm thấy rất kinh khủng, hôm nay là một ngày khó khăn. Tôi đã dẫn trước một set và tận dụng được break point ở set 2, nhưng cậu ấy đã xoay chuyển thế trận, Alex giao bóng tốt và tấn công liên tục. Tôi thì không có được điểm nào dễ dàng từ giao bóng một, cú giao bóng đã giảm hiệu quả rất nhiều từ set 2, trận đấu của tôi sụp đổ từ đó. Djokovic đã thắng Veze 6-1 ở set đầu tiên, nhưng ở hai set tiếp theo anh lần lượt thua 3-6-1-6. Điều đáng nói là Djokovic đã dẫn 3 đến 2 ở set 2 để có thể sớm định đoạt trận đấu, nhưng tay vợt người Serbia đã bỏ lỡ cơ hội trước khi thua ngược. Về thời điểm bỏ lỡ cơ hội chiến thắng này, Djokovic bình luận: "Đó là thể thao, thật khó để thắng một đối thủ đẳng cấp khi cậu ấy chơi tốt hơn thường lệ, tôi thấy kinh khủng theo mọi nghĩa, nhưng hy vọng vào ngày 31 tháng 7, tôi sẽ hồi phục và có một khởi đầu mới, ít nhất tôi sẽ nỗ lực giành về một tấm huy chương cho đất nước." Vài tiếng sau trận thua Veze, Djokovic tiếp tục thua trận bán kết đôi nam nữ khi đánh cặp với đàn em Nina Hai tay vợt người Serbia thua 6, 7, 5, 7 dưới tay cặp Veni Nakazatse của Ủy ban Olympic Nga, Dốc. Trong ngày hôm nay, ngày 31 tháng 7, Djokovic sẽ thi đấu hai trận tranh huy chương đồng môn quần vợt. Thành tích tốt nhất của Djokovic ở sân chơi Olympic là tấm huy chương đồng ở Olympic Bắc Kinh năm 2008, Thùy Anh.